Hai tháng nay, các nhà thuốc của Bệnh viện Bình Dân đồng loạt đưa vào sử dụng túi đựng thuốc bằng giấy. Mỗi ngày, khoảng 2.200 túi giấy được phát ra, đồng nghĩa 2.200 túi ni lông đã được thay thế. Không còn bóng dáng túi nhựa trong các quầy thuốc, với nhiều người bệnh, đây là sự thay đổi đáng được hoan nghênh. Em thấy rất là tiện nghi chứ. Em thấy nó cũng đẹp, em thích nó. Có thể tái sử dụng lại để sử dụng đựng những cái vật dụng khác mà mình cần. Không chỉ túi ni lông, các chai nước suối tiện lợi, ống hút, ly nhựa hay hộp xốp đang dần biến mất tại các bệnh viện. Nhiều bệnh viện như Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy còn quyết định không đưa vào danh mục đấu thầu mua sắm các loại bao bì, túi ni lông trong y tế. Chúng tôi đã không còn sử dụng những cái xăng bằng vải để bắt buộc phải sử dụng chất tẩy, mà bắt đầu dùng những cái xăng mổ bằng giấy có tính thấm hút cao. Có những thứ thuốc chúng ta có thể cái tính sinh phản dụng và cái tính dung nạp tốt, tương tự như là thuốc chích. Tuy vậy, việc hạn chế rác thải nhựa trong y tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Số tiền bỏ ra để thay thế các vật dụng bằng nhựa không hề nhỏ. Bệnh viện vừa phải cân đối để giá dịch vụ khám chữa bệnh không bị đội lên, vừa phải vận động người bệnh thay đổi thói quen sử dụng. Một số người dân thì họ chưa nhận thức được cái vấn đề về rác thải, cũng như là họ đã thành cái thói quen. Tất nhiên là khó nhưng mà chúng ta cũng phải quyết tâm làm. Các bệnh viện cho biết thời gian tới sẽ còn mạnh tay hơn nữa trong việc yêu cầu bệnh nhân và nhân viên y tế không mua sắm sử dụng các vật liệu bằng nhựa khó phân hủy.